Hi, xin chào các bạn. Mình đã quay trở lại rồi đây. Thì dạo này các bạn còn luyện tập guitar trang trí không ạ? Mình đã lại bắt đầu cái kỳ nghỉ Tết dài hạn rồi đó. Cho nên là mình sẽ tiếp tục cái series tự học guitar. Lúc đầu mà đi mua đàn về thì anh bán đàn có cho mình cuốn này nè. Guitar phương pháp đệm hát cấp tốc. Xong rồi về nhà thì cũng bị đặt mở ra, rồi xem được có bài nào nó hướng dẫn như thế nào, xong cũng đặt đánh theo, đánh như thật luôn trong khi chả biết một cái gì. Lúc đầu mới vào thì là mình sẽ kiểu luyện cho quen nội âm trước, là ví dụ hợp âm trung trưởng là như thế này, xong rồi đến son trưởng, la thứ, mi thứ, pha trưởng, rồi lại đô trưởng, rê thứ, son thứ, lộn son trưởng. Đó, mình cứ đánh vậy thôi. Xong rồi ví dụ ở đây đi, nó ghi là nhịp 4/4 điệu ballad nhá, xong rồi tiết tấu là bát 3/2/3/1/3/2/3 bát 3/2/3/1/3/2/3. Ok, xong rồi cũng phải đặt hợp âm, tìm hợp âm là đánh những cái dây như thế nào, xong cũng bắt trước để ví dụ đây là hợp âm đô trưởng nhá, xong đặt cái đô trưởng như thế này, xong rồi bát đúng không? Lúc đấy mình vẫn chưa biết bát là gì đâu. Xong rồi đến tận bây giờ mình cũng vẫn chưa biết bát là gì luôn. Nhưng mà hồi đấy mình đánh thế này. Đó, mình gọi cái này là bát. Xong rồi đó, thấy không ta? Để chỉnh sáng lên xí ha. Rồi, đây. Ví dụ như là bát. Xong rồi đổi hợp âm đô trưởng, lộn son trưởng, vừa đánh vừa đi mò hợp âm ấy, buồn cười gần chết. Xong rồi như thế này nhé, ví dụ như thế này, vì chuyển hợp âm chưa quen ấy, cho nên là mỗi lần mà đến mức theo âm mới là phải dừng mất mấy giây đấy, xong bắt đầu ở cái hợp này đánh như nào ta, rồi cái hợp này như thế nào ta, kiểu thế nó cứ mất thời gian của mình á. Nếu mà mình kiểu biên tập nhá, mình quay video như thế này, xong rồi mình biên tập ấy, mình có thể cắt bớt những cái đoạn mình nghĩ đấy đi. Nhưng mà nếu mà mình đánh ở ngoài đời, đánh cho các bạn nghe, đánh cho các bạn hát, mình đang đánh đứt dây đàn thì các bạn đánh cho chứ còn mà muốn phát triển kiểu chuyên nghiệp ấy thì còn lâu lắm. Cho nên là bây giờ mình kết thúc cái series luyện ngón rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái series luyện hợp âm. Khi mà luyện hợp âm thì mình sẽ đồng thời tập mấy cái điệu cơ bản như là điệu ballad hay điệu blues gì đấy luôn, để đánh cho nó hay với đỡ chán ấy. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những bài luyện tập tiếp theo trong series luyện tập hợp âm và các điệu cơ bản nhé. Bye bye.